Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Thân thể Lộ Nguyên Thanh hơi hơi chấn động. Tiếp theo, hắn quay đầu lại, thấy được Lâm Hiểu Phong đứng ở phía sau. Lâm Hiểu Phong ăn mặc một thân thể thao màu đen, cười hì hì nhìn hắn. Lông mày của Lộ Nguyên Thanh nhíu lại. Để tới làm cái gì? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong chưa cảm giác được, quả nhiên có chút vấn đề. Phải biết rằng, Lộ Nguyên Thanh là nhìn chính mình lớn lên, trước nay liền không có dùng qua khẩu khí như vậy tới nói chuyện cùng với chính mình. Lâm Hiểu Phong làm bộ không có bất luận việc gì, mở miệng nói. Vừa vặn đi ngang qua Trùng Khánh, nghe nói anh ở bên này, liền tới đây tìm anh tâm sự chờ một chút. Được, đi thôi, đi ra ngoài ta mời đệ uống cà phê. Lục Nguyên Thanh nói xong liền chuẩn bị mang theo Lâm Hiểu Phong đi tới bên ngoài. Lâm Hiểu Phong lại chỉ vào trong phòng nói. Tại sao không mời đệ tiến vào trong phòng mà huynh đang ở ngồi chơi? Nơi này quá đơn sơ, không có tiện. Lục Nguyên Thanh lắc đầu nói. Có cái gì không tiện? Lâm Hiểu Phong nói xong liền đi lên trước chuẩn bị mở cửa. Bất quá tay của hắn duỗi đến nửa đường, Lộ Nguyên Thanh liền đột nhiên ra tay, đem tay hắn gắt gao bắt lấy. Bên trong có cái gì? Còn không thể để cho sư đệ nhìn sao? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi Lộ Nguyên Thanh. Lông mày của Lộ Nguyên Thanh gắt gao nhăn lại. Đệ... Tiếp theo Lộ Nguyên Thanh mới buông tay, hơn nữa đưa chìa khóa qua nói. Muốn nhìn liền nhìn đi. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận chìa khóa, mở cửa. Nơi này thật sự là vô cùng đơn sơ, chỉ có diện tích khoảng 15 mét vuông. Bên trong truyền đến một cỗ mùi ẩm mốc. Chỉ có một chiếc giường cùng với một tủ quần áo đơn sơ. Cùng với nằm ở trên giường có một nữ nhân đang bị trọng thương. Nữ nhân? Lâm Hiểu Phong nhìn nữ nhân nằm ở trên giường đang ở bên trong hôn mê. Nhị sư huynh, anh thật giỏi, bên trong còn cất giấu một cô gái thế này. Lâm Hiểu Phong không khỏi trêu đùa. Lộ Nguyên Thanh chụp cái gáy của Lâm Hiểu Phong một chút. Tiểu tử đệ, còn trêu đùa ta cái gì? Đi ra ngoài nói đi, miễn cho quấy rầy đến cô ấy nghỉ ngơi. Được. Lâm Hiểu Phong đóng cửa lại. Hai người đi vào một quán nướng bên ngoài đường phố. Quán nướng này làm ăn cực kỳ rực rỡ. Lâm Hiểu Phong còn một ít đồ nướng BBQ, ngồi xuống gọi hai chai bia. Uống chút đi. Lâm Hiểu Phong đưa chai bia tới trước mặt của Lộ Nguyên Thanh. Lộ Nguyên Thanh mặt không biểu tình tiếp nhận bia. Là người bên phía Trào Yêu Cục bảo đệ tới đây sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong cũng không phủ nhận. Anh đột nhiên ra tay giết người giám sát anh, trong lòng bọn họ có chút không yên, lúc này mới bảo đệ lại đây nhìn xem. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong thử thăm dò. Anh đột nhiên giết chết người của Trào Yêu Cục, chẳng lẽ là bởi vì cô gái nằm bên trong kia sao? Ta nói không phải, đệ tin không? Lộ Nguyên Thanh đổ một cốc bia, uống một ngụm. Cô ta là ai? Cùng anh có quan hệ gì? Lâm Hiểu Phong lại đem bia rót qua cho hắn. Sao? Còn tới kiểm tra ta sao? Lộ Nguyên Thanh cười hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Nào dám? Đây không phải là tò mò sao? Và nhất về sau là chị dâu thì sao? Đừng nói bừa. Trên mặt Lộ Nguyên Thanh thế nhưng lộ ra thần sắc hơi hơi khẩn trương. Cô ấy chỉ là cô giáo dạy trung học cơ sở ở bên này, tên là Vinh Hình Nhi. Ta cùng cô ấy quen biết cũng hoàn toàn trong tình huống ngoài dự kiến. Ngoài dự kiến? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lộ Nguyên Thanh nói. Thời điểm ta đi ngang qua trường học của bọn họ, nhìn thấy có không ít học sinh bị một số tên côn đồ đánh cướp. Cô ấy đứng ra, kết quả sao có thể là đối thủ của những tên côn đồ đó. Ta ra tay đem những tên côn đồ đó toàn bộ đánh chạy, cứ như vậy quen biết. Sau đó cô ấy vì cảm tạ ta liền mời ta ăn một bữa cơm. Ta... Lâm Hiểu Phong nói. Sau đó anh liền thích cô ấy? Đúng vậy. Lục Nguyên Thanh gật đầu nói. Lâm Hiểu Phong nghe được điều này
bị hoảng sợ, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Mẹ nó, cô gái kia có bản lĩnh gì thế nhưng có thể làm cho nhị sư huynh của chính mình thích cô ta. Phải biết rằng tâm tính của Lộ Nguyên Thành cũng không phải là người sẽ dễ dàng động tình cảm. Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói, tại sao anh đột nhiên thích cô ta vậy? Thứ tình cảm này ai nói chuẩn được đây? Lộ Nguyên Thành lắc đầu nói, sau đó Trảo Yêu Cục phái ra những người đó tới, ta không muốn để cho Trảo Yêu Cục tra ra Vinh Hình Nhi có liên quan tới ta, liền ra tay đem những người đó giết chết. Phải biết rằng mỗi khi bị xác định Vinh Hình Nhi cùng với Lộ Nguyên Thành có quan hệ, thậm chí bị Trảo Yêu Cục biết Lộ Nguyên Thành thích nàng, về sau nói không chừng liền sẽ dùng Vinh Hình Nhi tới uy hiếp Lộ Nguyên Thành, thậm chí còn sẽ phái người chuyên môn đem Vinh Hình Nhi giám sát. Việc làm của Lộ Nguyên Thành là hoàn toàn xuất phát từ một loại tâm thái bảo hộ. Việc này đã hiểu được, Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, vậy tại sao cô ấy lại bị thương? Theo lý thuyết, người mà nhị sư huynh thích hắn sẽ làm nàng bị thương sao? Là những tên lưu manh đó, hai mắt Lộ Nguyên Thành lạnh băng nói. Chiều nay khi Hình Nhi tan học, mới vừa ra khỏi trường học, bọn họ liền đem nàng đánh thành trọng thương. Ta liền đem nàng mang về tới, giúp cho nàng xử lý một chút vết thương. Vậy anh vừa trở về là sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lộ Nguyên Thành bình tĩnh nói, năm tên lưu manh đánh cô ấy cùng tất cả người thân toàn bộ bị ta giải quyết. Khó trách Lâm Hiểu Phong đối với kết quả này cũng không có ngạc nhiên. Nhóm người này dám xuống tay đối với người mà nhị sư huynh của mình thích, kết cục liền có thể nghĩ tới. Lộ Nguyên Thành mặc dù là trong giới âm dương, cũng không có mấy người dám trêu chọc hắn. Vậy kế tiếp anh chuẩn bị làm cái gì bây giờ? Cùng cô ấy kết hôn sao? Lâm Hiểu Phong cười ha hả dò hỏi. Lộ Nguyên Thành nhìn thoáng qua ba hình xăm trên mu bàn tay, lắc đầu nói, muộn rồi, nếu sớm một chút quen biết Hình Nhi, có lẽ ta liền sẽ kết hôn cùng cô ấy. Nhưng hiện tại hết thảy đều đã muộn. Lâm Hiểu Phong nhìn lại, nhị sư huynh, anh đến tuổi này rồi còn chưa hình xăm sao? Lộ Nguyên Thành trầm mặc một lát nói, rất nhiều việc ta cũng không biết nên làm như thế nào nói cùng đệ, để cho đệ biết cũng chẳng chắc đã là chuyện tốt. Vậy đừng để cho đệ biết. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười, hắn cũng không phải là người có lòng hiếu kỳ mạnh. Nếu đổi thành Trấn Phong, Doãn Tuấn Bằng, Lâm Hiểu Phong có lẽ sẽ dò hỏi tới cùng, nhưng cùng Lộ Nguyên Thành hắn lại không nghĩ như vậy. Hai người nhìn nhau một trận. Bên phía Trảo Yêu Cục để chuẩn bị giải thích như thế nào? Lộ Nguyên Thành đột nhiên hỏi. Lâm Hiểu Phong nói, liền nói những người giám sát anh đó đột nhiên vô duyên vô cớ khiêu khích anh, mới bị anh giết chết. Dù sao chết vô đối chứng, đúng không? Lộ Nguyên Thành mới vừa chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên cả người hắn sát khí liền bừng lên. Phanh một tiếng, đôi tay của Lộ Nguyên Thành chống trên mặt đất, cả người chảy xuôi ra mồ hôi. Nhị sư huynh! Lâm Hiểu Phong nhìn đến cảnh tượng này nhịn không được hô lên. Trong cổ họng của Lộ Nguyên Thành truyền đến tiếng kêu rên, bên tai hắn cũng truyền đến một thanh âm, giết người, giết người. Mà hình xăm ba chữ trên mu bàn tay hắn kia cũng tản mát ra hắc quang sâu kín. Lâm Hiểu Phong nhìn đến bộ dáng của Lộ Nguyên Thành, biết là sát khí trong thân thể hắn phát tác. Lâm Hiểu Phong vội vàng đi vào bên người của Lộ Nguyên Thành. Đừng tới gần ta! Lộ Nguyên Thành gắt gao siết chặt nắm tay. Ta sợ rằng sẽ không nhịn được xuất kiếm với đệ. Nhị sư huynh! Lâm Hiểu Phong nhìn Lộ Nguyên Thành ghé vào ven đường, trong lòng cực kỳ sốt ruột. Bộ dạng Lộ Nguyên Thành lúc này, trong lòng hắn cũng là thật rối rắm. Làm sao bây giờ? Lúc này người đi đường ở nơi này rất nhiều. Rốt cuộc vừa vặn là ăn xong cơm chiều, là thời gian ra tới dạo phố. Người quá nhiều, lúc này quái trạng của Lộ Nguyên Thành đã có không ít người dừng chân vây xem. Một khi hắn đại khai sát giới, Lâm Hiểu Phong nên lựa chọn như thế nào? Ngăn cản Lộ Nguyên Thành chắc chắn là phải sinh tử tương bác, thậm chí là sẽ chết ở dưới kiếm của Lộ Nguyên Thành. Hắn cũng đã tiến vào qua trạng thái nhập ma, trong lòng rõ ràng nhất một khi nhập ma cũng sẽ không phân rõ thân tình cái gì. Tuy rằng phía trước Lộ Nguyên Thành nhập ma ra tay đối với chính mình có rất nhiều lần đều thu tay, nhưng quỷ mới biết lúc này là như thế nào. Lộ Nguyên Thành quỳ rạp trên mặt đất, nhìn ba chữ trên tay chính mình. Ta có thể dễ dàng bị khống chế như vậy sao?
Lục Nguyên Thanh run rẩy xuống tay, nháy mắt rút ra đệ nhất ma kiếm, hướng bàn tay của chính mình chém tới. Thế nhưng hắn mới vừa giơ kiếm lên, động tác liền ngừng lại, tay cũng treo ở giữa không trung. Lộ Nguyên Thanh, người đã trở thành tông đồ của ta, chẳng lẽ cho rằng chỉ chém tay liền có thể thoát ly khỏi khống chế của ta sao? Bên tai của Lộ Nguyên Thanh truyền đến một thanh âm. Người đến cùng là ai? Lộ Nguyên Thanh lớn tiếng quát. Lấy thực lực của Lộ Nguyên Thanh ở dương gian, có thể khống chế hắn giống như vậy thật quá ít. Sát nghiệt đi, giết những người đó, dùng máu tươi tạo thành một con đường cho người đi thông tới cường giả. Sau khi thanh âm này nói xong, hai mắt Lộ Nguyên Thanh biến thành một mảnh màu đỏ. Trên người hắn lúc này run rẩy cùng cuồng bạo đã biến mất, thay thế vào đó là một cỗ hàn ý lạnh lẽo tới cực điểm. Hắn chậm rãi cầm kiếm, nhìn những người đang vây xem ở trước mặt của hắn, liền như xem một mảnh thi thể. Đúng lúc này, Lâm Hiểu Phong ngăn trở ở trước mặt hắn. Trong tay của Lâm Hiểu Phong đã xuất hiện yêu đao cùng thiên vẫn mà đào. Nhị sư huynh, bình tĩnh một chút đi. Như thế nào? Lộ Nguyên Thanh đánh giá trên dưới Lâm Hiểu Phong một phen. Người muốn ngăn trở ta? Để không có khả năng để cho huynh gây ra loại sát nghiệt này. Lâm Hiểu Phong nói. Huynh tàn sát nhiều người vô tội như vậy, chẳng lẽ nội tâm chính mình liền không có trở ngại gì sao? Khóe miệng của Lộ Nguyên Thanh lộ ra tươi cười. Đột nhiên, hắn một kiếm hướng về phía của Lâm Hiểu Phong đâm tới. Lần này tới cực kỳ đột nhiên. Cũng may Lâm Hiểu Phong cho tới này liền có chuẩn bị. Ở thời điểm Lộ Nguyên Thanh ra tay trong nháy mắt, đao trong đôi tay của Lâm Hiểu Phong cũng lập tức huy động. Đã một tiếng binh khí va chạm giòn vang truyền ra. Lâm Hiểu Phong dùng yêu đao trong tay chặn lại một kiếm này, lại bị lực đạo của Lộ Nguyên Thanh đẩy lùi 4-5 bước, đập vào mấy người trên đường, lúc này mới dừng lại. Hay! Đám người vây xem lúc này vậy mà còn khen hay. Bọn họ tưởng rằng là hai sư huynh đệ này đang biểu diễn, vậy mà còn vỗ tay cổ vũ. Theo tay của Lộ Nguyên Thanh vung lên, một nam nhân đứng ở bên phải hắn đầu nháy mắt bay ra ngoài, phình một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Tiếng vỗ tay cùng thanh âm trầm trồ khen ngợi bên trong đám người nháy mắt liền ngừng lại. Đây chính là đầu của một người đang sống sờ sờ, hơn nữa liền rơi xuống ở trước mặt bọn họ. Giết! Giết người! Giết người! Mẹ nó! Mau chóng chụp lại phát tán trên mạng! Chụp nhanh! Nhanh! Đám người tức khắc sôi trào lên. Sắc mặt của Lộ Nguyên Thanh lạnh nhạt, lại tùy tay giết hai người. Ở thời điểm kiếm của Lộ Nguyên Thanh hướng về một người đàn ông trung niên đâm tới, Lâm Hiểu Phong rốt cuộc xuất hiện. Phình một tiếng, Lâm Hiểu Phong dùng yêu đao chém tới đệ nhất ma kiếm. Người đàn ông trung niên kia bị dọa đến cả người phát run, thậm chí còn sợ tới mức tè ra quần. Người đàn ông trung niên này xoay người liền chạy. Ta muốn giết người, người chống đỡ được sao? Khóe miệng của Lộ Nguyên Thanh treo lên tươi cười tà mị. Tiếp theo, hắn nhẹ nhàng buông tay, đệ nhất ma kiếm bay nhanh đâm vào phía sau lưng của người đàn ông trung niên kia. Vèo một tiếng, người đàn ông trung niên kia nguyên bản còn tưởng rằng chính mình đã chạy thoát, chỉ là không ngờ tới sau lưng hắn truyền đến đau nhức, cùng với thanh kiếm đâm thủng từ sau lưng hắn đến trước ngực hắn. Lão bà, con trai! Sau khi người đàn ông trung niên kia nói xong mấy chữ cuối cùng này, ngã trên mặt đất đã không còn hơi thở. Anh thật sự điên rồi! Lâm Hiểu Phong nói xong, song đao bay thẳng chém tới Lộ Nguyên Thanh. Lộ Nguyên Thanh không ngừng lùi về phía sau, cười ha hả nói. Ha 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 ha, tiểu sư đệ, thực lực của ngươi còn chưa đủ tư cách chơi với ta. Nói xong, hai chân của Lộ Nguyên Thanh vừa động, chân đá vào trên cổ tay của Lâm Hiểu Phong. Yêu đao cùng tên vẫn mà đào trực tiếp bay đi ra ngoài, rơi xuống ở trên mặt đất. Tiếp theo, Lộ Nguyên Thanh dễ dàng bóp lấy cổ của Lâm Hiểu Phong, đem hắn nhấc lên. Tay của Lộ Nguyên Thanh giống như kiểm sắt, gắt gao bóp lấy cổ của Lâm Hiểu Phong. Hô hấp của Lâm Hiểu Phong thực mau liền trở nên khó khăn. Nhị sư huynh, anh không phải nhập ma bình thường. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng đã nhìn ra không đúng. Nếu là nhập ma bình thường, hẳn là sẽ cực kỳ điên cuồng. Thế nhưng Lộ Nguyên Thanh thoạt nhìn lại là rất bình tĩnh, thậm chí còn biết quan hệ của chính mình cùng hắn. Loại nhập ma này hình như là từ bản chất thay đổi tính cách của Lộ Nguyên Thanh. Ít nhất, mặc dù là trước kia khi Lộ Nguyên Thanh nhập ma
hắn cũng sẽ không muốn động thủ giết chính mình. Nên ở thời điểm này, đột nhiên trong một ngõ nhỏ âm u, Vinh Hình Nhi xoa xoa trong mắt, chậm rãi từ bên trong đi ra. Hình Nhi! Lục Nguyên Thanh vừa thấy Vinh Hình Nhi xuất hiện, màu đỏ bên trong hai mắt, thế nhưng chậm rãi toát ra vẻ thanh minh. Lục Nguyên Thanh dùng sức đem Lâm Hiểu Phong ném trên mặt đất, để nhất mà kiếm lúc này bay trở về trong tay của Lục Nguyên Thanh. Lục Nguyên Thanh gắt gào bắt lấy kiếm trong tay. Lục Nguyên Thanh, giết cô gái này, cô ta là sơ hở duy nhất của ngươi. Chỉ cần giết cô ta, ngươi sẽ bách chiến bách thắng, không gì là làm không được. Bên tai của Lục Nguyên Thanh truyền đến thanh âm của tượng đá lúc trước kia. Không! Lục Nguyên Thanh dùng sức lắc đầu. Lục Nguyên Thanh, anh làm sao vậy? Vinh Hình Nhi nhìn đến quái trạng của Lục Nguyên Thanh, nhưng không được đi lên trước. Lâm Hiểu Phong vội vàng ngăn ở trước người nàng. Không thể tới gần đó. Anh là ai? Lông mày của Vinh Hình Nhi nhíu một chút. Tóm lại không thể đi qua. Lâm Hiểu Phong nói. Hắn quá hiểu biết Lộ Nguyên Thành, tuyệt đối không thể để cho Lộ Nguyên Thành giết chết Vinh Hình Nhi, tự tay giết chết người mình thích. Một khi loại sự tình này thật sự phát sinh, nửa đời sau chỉ sợ Lộ Nguyên Thành đều sẽ phải sống ở bên trong tự trách cùng áy náy. Cút ra khỏi thân thể của ta! Cút đi! Lộ Nguyên Thành không ngừng múa máy để nhất ma kiếm. Lâm Hiểu Phong cảnh giác nhìn Lộ Nguyên Thành, sợ hắn sẽ đột nhiên ra tay đối với Vinh Hình Nhi. Lộ Nguyên Thành! Vinh Hình Nhi lúc này hô lên một tiếng. Tại sao anh lại thế này? Lộ Nguyên Thành cả người chấn động, hai mắt nhìn thẳng về phía của Vinh Hình Nhi. Tiếp theo, màu đỏ trong ánh mắt hoàn toàn biến mất. Phanh một tiếng, Lộ Nguyên Thành ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Cái này... Vinh Hình Nhi nhìn đến những thi thể ven đường đó, nhìn không được nôn ra. Nàng nào đã xem qua cảnh tượng này? Trước tiên đỡ hắn về trong phòng rồi nói. Lâm Hiểu Phong nói xong, bế Lục Nguyên Thanh lên hướng trong căn nhà nhỏ kia đi đến. Lâm Hiểu Phong ôm Lục Nguyên Thanh, trong tay cầm đệ nhất ma kiếm, mang theo Vinh Hình Nhi về tới bên trong căn nhà nhỏ kia. Anh là người nào? Cùng Lục Nguyên Thanh có quan hệ gì? Vinh Hình Nhi dùng khăn lông lau vết máu trên người Lục Nguyên Thanh. Vừa rồi những người đó chẳng lẽ đều là hắn giết chết sao? Hiện tại cô hãy chăm sóc cho hắn một chút, tôi còn có chút sự tình cần làm. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, hai mắt nhìn thẳng về Lộ Nguyên Thanh, khẽ lắc đầu. Đã chết 4 người, việc này không phải là việc nhỏ gì. Nếu là phần tử ma đạo, vậy thì còn dễ giải quyết. Thế nhưng lại là giết chết 4 người vô tội. Bên phía Trào Yêu Cục là tuyệt đối không có khả năng sẽ buông tha cho nhị sư huynh. Tại tổng bộ của Trào Yêu Cục, tất cả thành viên của Trào Yêu Cục, mặc dù là đã ngủ, toàn bộ bị triệu tập vào bên trong phòng họp. Những người này, một đám cúi đầu thảo luận, không biết đến đây thương nghị cái gì. Bọn họ cũng có chút ngây ngốc. Đã khuya như vậy, đột nhiên đem tất cả mọi người gọi lại đây, khẳng định là đã xảy ra đại sự gì. Lúc này ở đây, ước chừng có mười mấy thành viên của Trào Yêu Cục. Phanh một tiếng, cửa lớn của phòng họp bị Vô Kiểu một chân đá văng. Vô Kiểu ăn mặc áo gió màu đen, trầm khuôn mặt từ ngoài cửa đi đến. Mọi người đứng lên, cúi chào Vô Kiểu theo quân lễ. Tính chất của bọn họ dù sao cũng là thể chế trong quân đội. Nếu là ngày xưa còn chưa tính, nhưng tính chất mà họp này lại cần thiết phải có quy củ như vậy. Ngồi đi. Vô Kiểu đứng ở phía trên đài. Tất cả mọi người nhìn ra được Vô Kiểu lúc này tâm tình thật không tốt, thậm chí có thể nói là tụt đỉnh không tốt. Cục trưởng, làm sao vậy? Lăng Tiêu ngồi ở phía trước mở miệng hỏi. Xảy ra đại sự gì sao? Mới vừa nhận được thông báo, bên phía Trùng Khánh có người tập kích người thường, hơn nữa đã chết 4 người. Vô Kiều nói. Lông mày của Lăng Tiêu nhăn lại nói. Người nào làm? Người ma đạo tập kích người thường, thật ra chẳng có gì lạ. Nếu là người thường làm, đi theo quy trình bình thường cũng dễ làm thôi. Căn bản không có tất yếu phải đưa tất cả bọn họ triệu tập lại đây. Nhưng Vô Kiều lại đưa bọn họ nhiều người như vậy triệu tập lại, đủ để chứng minh tên giết người kia thật không đơn giản. Lộ Nguyên Thanh. Vô Kiều đột nhiên đem văn kiện trong tay vứt trên mặt đất. Vương Bát Đàn, quá khứ giết thám tử của Trào Yêu Cục chúng ta phái đến, chúng ta cũng liền nhịn. Nhưng còn giết người thường,
Nếu không phải có Lâm Hiểu Phong ở đó, chỉ giờ hắn đã giết hơn 100 người. Vũ Kiều cơ hồ là giống giận ra tới. Phải biết rằng nguyên nhân việc này cũng không đơn giản là chết nhiều người thế này. Lục Nguyên Thành có thể làm một lần như vậy là có thể làm lần thứ hai, lần thứ ba. Quỷ mới biết hắn sẽ giết bao nhiêu người. Lục Nguyên Thành. Mọi người phía dưới sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ đều là người của Trảo Yêu Cục, đều biết về hắn. Cục trưởng chuẩn bị giải quyết như thế nào? Lăng Tiêu hỏi. Chúng ta ra tay đem Lộ Nguyên Thành bắt giữ lại sao? Đúng vậy. Vũ Kiều bỗng nhiên chụp ở trên bàn. Những cao thủ đó, Trảo Yêu Cục chúng ta hiện tại sự tình quá nhiều, cho các loại ưu đãi, liền tính là giết người của chúng ta, ta đều có thể nhịn xuống. Thế nhưng tàn sát người thường, việc này đã đụng phải điểm mấu chốt của Trảo Yêu Cục chúng ta. Thông báo đi xuống, chuẩn bị chuyên cơ, mọi người chúng ta đồng loạt ra tay. Mới vừa nói xong, đột nhiên di động của Vũ Kiều vang lên. Vũ Kiều cầm lấy di động vừa thấy, lại là Lâm Hiểu Phong gọi tới. Lông mày của hắn nhíu lại, trực tiếp tắt điện thoại. Hắn đều không cần suy nghĩ, cũng biết Lâm Hiểu Phong gọi điện thoại lại đây, khẳng định là cầu xin ân tình. Nhưng chuyện này lại không thể thương lượng. Bất quá di động của Lâm Hiểu Phong tiếp theo lại gọi tới. Alo. Vũ Kiều suy nghĩ một chút, vẫn là kết nối điện thoại. Chuyện gì vậy? Vũ Kiều, chuyện này tôi muốn giải thích cho anh một chút. Không có cái gì phải giải thích. Lộ Nguyên Thành làm ra loại sự tình này, mặc kệ có bao nhiêu lời bào chữa, nhưng Trảo Yêu Cục chúng ta cũng có quy củ của chính mình. Vũ Kiều nói. Trảo Yêu Cục chúng ta chắc chắn phải diệt hắn. Vũ Kiều, anh đã đáp ứng với tôi, cho tôi một lần cơ hội cầu xin ân tình. Lâm Hiểu Phong vội vàng nói. Anh không thể nhanh như vậy lên trở mặt vô tình. Lâm Hiểu Phong cũng không để cho Trảo Yêu Cục xuất động. Thực lực của Lỗ Nguyên Thành đích xác cường hãn, nhưng Vũ Kiều kia cũng là nhân vật cực mạnh, huống chi Trảo Yêu Cục nhiều người như vậy, thật muốn đánh tới Lỗ Nguyên Thành hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ sợ còn không có người có thể ngăn cản được nhiều cao thủ của Trảo Yêu Cục như vậy bao vây tiêu trừ. Nếu Lâm Hiểu Phong không thỉnh cầu, Lục Nguyên Thanh chỉ có một con đường chết. Phú Kiều nghe được lời này lại là trầm mặc xuống. Hắn là một người rất coi trọng lời hứa, thuộc về loại người một lời nói một gói vàng. Cậu... Phú Kiều mở miệng ra, hít sâu một hơi nói. Lâm Hiểu Phong, ta nói thật cho cậu, chuyện này tính chất quá ác liệt, ta rất khó áp chế xuống được. Tôi sẽ giúp cho Trảo Yêu Cục các anh làm 3 việc miễn phí, chỉ cần 3 việc đó không vi phạm lương tâm của tôi. Lâm Hiểu Phong nói. Thế nào? Phú Kiều xoa xoa huyệt thái dương. Lâm Hiểu Phong, cậu còn không rõ ràng tầm quan trọng của chuyện này. 3 việc của cậu là có thể làm cho Trảo Yêu Cục chúng ta buông tha Lộ Nguyên Thanh sao? Vậy anh muốn thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Anh hãy đề ra điều kiện. Gia nhập Trảo Yêu Cục. Vũ Kiều không chút do dự nói. Nếu cậu gia nhập Trảo Yêu Cục, chuyện này ta liền giúp Lộ Nguyên Thanh áp xuống. Hơn nữa, nếu về sau còn có chuyện như vậy, phàm là Lộ Nguyên Thanh giết một người, ta đều phải đem hắn tru sát. Gia nhập Trảo Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng là do dự. Được. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng. Tôi đáp ứng rồi. Phú Kiều gật đầu nói. Được, vậy một lời đã định. Xong việc bên đó, liền trở về Trảo Yêu Cục báo cáo đi. Nói xong, Phú Kiều tắt điện thoại, nhìn thoáng qua mọi người phía dưới. Được rồi, từng người trở về đi ngủ đi. Người phía dưới cũng không phải không nghe được cuộc điện thoại vừa rồi của Phú Kiều. Một đám thấy không cần bận việc, liền cáo từ rời đi. Lăng Tiêu lại là đi vào bên cạnh Phú Kiều. Phú Kiều, chuyện này ngài ép xuống được sao? Rốt cuộc đã chết 4 người, hơn nữa lại là một cao thủ đã mất khống chế như vậy. Cấp trên chỉ sợ sẽ muốn có một lời giải thích. Ta đương nhiên biết. Vũ Kiều lắc lắc đầu nói. Mặc kệ nó, trước tiên để cho Lâm Hiểu Phong trở về Trảo Yêu Cục chúng ta rồi nói sau. Vì sao ngài vẫn luôn kiên trì muốn Lâm Hiểu Phong trở lại Trảo Yêu Cục như vậy? Lăng Tiêu tức khắc có chút tò mò. Ngài tìm Lâm Hiểu Phong hỗ trợ làm việc, hắn nói như vậy cũng sẽ không cự tuyệt. Vũ Kiều cười nói.
Có thể là ta cùng hắn có duyên đi. Nhìn vừa mắt, muốn cùng hắn cùng nhau công tác. Cái lý do này thế nào? Ngài thôi đi. Lăng Tiêu lắc đầu nói. Nếu không có việc gì, ta cũng trở về nghỉ ngơi. Nhìn bóng dáng của Lăng Tiêu rời đi, Vũ Kiều cũng lâm vào trầm tư. Hắn cũng không hiểu rõ vì sao Lưu Bá Thành sẽ lưu lại một phong thư ở trong văn phòng của hắn, kêu hắn cần phải đem Lâm Hiểu Phong một lần nữa kéo trở về bên trong Trào Yêu Cục. Ây, thật là lão nhân tồi tệ, đã trên còn an bài một đống chuyện rắc rối. Vũ Kiều lắc lắc đầu, hướng văn phòng của mình đi đến. Kế tiếp còn phải nghĩ biện pháp áp xuống chuyện này. Lâm Hiểu Phong đứng ở cửa căn nhà nhỏ kia, nhìn điện thoại vừa tắt trong tay, thở dài. Cũng không biết tên Vũ Kiều kia đến cùng là suy nghĩ như thế nào. Bất luận như thế nào đều muốn đem chính mình một lần nữa kéo trở về bên trong Trào Yêu Cục. Mặc dù là xảy ra chuyện này, chính mình đáp ứng trở lại Trào Yêu Cục, thế nhưng hắn cũng có thể đáp ứng gánh vác đè ép chuyện này xuống. Bất quá cũng may, xem như không có việc gì. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa trở về trong phòng. Mới vừa đi vào nhà, Lục Nguyên Thành đang chậm rãi mở hai mắt. Nhị sư huynh. Lâm Hiểu Phong vội vàng đi vào mép giường. Anh cảm giác thế nào? Không có việc gì chứ? Lục Nguyên Thành che lại cái trán của mình, chậm rãi ngồi dậy. Hắn thở ra một hơi thật dài. Không có việc gì. Thực xin lỗi, cho phiền toái cho đệ. Anh đã nghe được sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ừ. Lục Nguyên Thành gật đầu nói. Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Nhị sư huynh, anh đến cùng là chuyện như thế nào? Nói xong, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía ba chữ trên tay của hắn. Ta cũng không rõ. Lục Nguyên Thanh nói. Trước đó không lâu, ta bị đệ nhất ma kiếm đưa tới một cái tượng đá. Sau đó liền bị lực lượng rất lớn, mạnh mẽ khống chế, làm cho ta trở thành tông đồ thứ ba của nó. Tông đồ thứ ba? Lâm Hiểu Phong nhìn hình xăm trên tay của Lục Nguyên Thanh. Vậy mà còn có người có thể dùng lực lượng cường đại tới áp bách anh, thật là có chút không thể tưởng tượng. Đúng vậy. Lục Nguyên Thanh ngửa đầu nhìn trần nhà. Thực lực của nó quá mạnh, mạnh đến mức thậm chí ta đều phản kháng không được. Lâm Hiểu Phong trong lòng vô cùng tò mò, nghĩ không ra đến cùng là dạng tà ma gì, thế nhưng có thể đem Lục Nguyên Thanh bức bách đến như thế này. Theo lý thuyết, lấy thực lực của nhị sư huynh, không nói đến bất khả chiến bại trong thiên hạ, nhưng hẳn là không ai có thể làm được như vậy, dùng lực lượng cường đại mạnh mẽ tới khống chế hắn. Cái kia... Đột nhiên, với hình như ở một bên mở miệng, nàng trợn to hai mắt nhìn Lục Nguyên Thanh. Anh không có việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong vỗ cái trán một cái. Vậy mà quên mất với hình như này còn đang ở một bên. Hắn cũng im lặng không nói. Việc này liền phải xem Lục Nguyên Thanh xử lý như thế nào. Lục Nguyên Thanh nằm ở trên giường, đối với Vinh Hình Nhi nói. Hình Nhi, ta không muốn lừa em. Ta từ nhỏ đó là một đạo sĩ. Lục Nguyên Thanh một năm một mười đem toàn bộ những việc trong ma đạo, đạo giáo của mình nói cho Vinh Hình Nhi. Vinh Hình Nhi ngồi ở mép giường, liền giống như nghe kể chuyện xưa, yên lặng nghe xong những sự tích về Lục Nguyên Thanh. Hiện giờ ta bị tà ma cuốn thân, chính là vận mệnh cố tình đưa tới chuyện kỳ quái như vậy. Rõ ràng ở thời điểm không thỏa đáng nhất lại yêu một người mình thích. Lục Nguyên Thanh nhìn Vinh Hình Nhi. Vinh Hình Nhi yên lặng gật đầu. Nàng cũng không ngu ngốc, đương nhiên biết Lục Nguyên Thanh là chỉ chính mình. Lục Nguyên Thanh nhìn nàng nói. Nếu em nguyện ý cùng ta ở bên nhau, chúng ta liền rời khỏi nơi này, rời xa hết thảy phân tranh. Ta có thể cảm giác được, trên đời này chỉ có em có thể áp chế được tà ma bên trong thân thể ta. Lục Nguyên Thanh bắt lấy tay nàng. Nếu em nguyện ý, chúng ta đổi một chỗ sinh hoạt, ta cũng sẽ hoàn toàn thay đổi, không cần chỉ theo đuổi lực lượng. Bởi vì ta phát hiện trên thế giới có một thứ so với lực lượng càng đáng giá theo đuổi hơn, đó là em. Lục Nguyên Thanh nói ra nghe cực kỳ xúc động. Ít nhất Lâm Hiểu Phong từ nhỏ liền không có thấy qua Lục Nguyên Thanh còn có thể nói ra những lời như thế. Đặc biệt là sau khi Lục Nguyên Thanh tiến vào ma đạo, vĩnh viễn đó là một khuôn mặt lạnh lùng, ít khi nói cười. Nhưng hiện tại lại có thể nói ra những lời thế này, đủ để thấy được đây là những lời từ đáy lòng của hắn. Tục ngữ nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chỉ sợ đúng là như thế. Vinh Hình Nhi bị Lục Nguyên Thanh bắt lấy tay,
nhịn không được kéo tay trở về. Nhưng chính là chúng ta mới quen được mấy ngày. Em có tin trên đời này có tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Lục Nguyên Thanh nghiêm túc nói. Ta không biết trong lòng em như thế nào, ít nhất ta là như thế. Xin lỗi. Vinh Nhi lại là lắc đầu cự tuyệt. Chúng ta mới quen biết thời gian ngắn như vậy, hơn nữa anh nói như cái đó em nghe tới có chút quá mức không thể tưởng tượng. Phải không vậy? Trong ánh mắt của Lộ Nguyên Thành tức khắc ảm đạm xuống. Em đi trước. Vinh Nhi nói xong xoay người liền đi. Lâm Hiểu Phong vươn tay còn chuẩn bị cả một chút. Để cô ấy đi thôi. Lộ Nguyên Thành dựa vào trên giường nói. Vinh Nhi vội vàng bỏ chạy. Để nhìn ra được, cô ấy hẳn là cũng có chút quan tâm đối với Huynh. Huynh không nên trực tiếp nói ra chân tướng cho cô ấy. Sau khi yêu rồi, lại nói cho cô ấy vẫn hơn. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Lục Nguyên Thanh lắc đầu. Ta không muốn lừa gạt cô ấy. Tình huống của ta chính là như thế. Để nói xem, có phải báo ứng hay không? Lục Nguyên Thanh đột nhiên hỏi. Kiếp trước, ta vẫn luôn theo đuổi lực lượng. Cho đến khi gặp được người mình thích, lại không có được tình yêu này. Chỉ là phương pháp anh dùng đến không đúng. Đổi là cô gái bình thường nào, nghe được anh nói những chuyện đó, chỉ sợ cô sẽ bị dọa chạy. Lâm Hiểu Phong ở một bên an ủi Lộ Nguyên Thanh. Nhị sư huynh, anh đừng quá khổ sở. Lộ Nguyên Thanh cũng không nói lời nào. Lâm Hiểu Phong nhìn ra được tâm tình Lộ Nguyên Thanh cũng không tốt. Rốt cuộc đây là lần đầu tiên hắn thích một cô gái, kết quả nàng lại không lựa chọn đi cùng với Lộ Nguyên Thành mà là lựa chọn rời đi. Đương nhiên nàng lựa chọn cũng không sai. Ai sẽ vứt bỏ công tác, người thân bằng hiếu đi theo một người mới quen biết được mấy ngày lưu lạc khắp nơi. Nhị sư huynh, vẫn là nên nói xem làm như thế nào giải quyết đạo ấn trên tay của anh đi. Lâm Hiểu Phong chỉ vào ấn ký trên mu bàn tay của Lộ Nguyên Thành nói. Lộ Nguyên Thành vừa nghe nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Giải quyết không được, đạo ấn này đã xâm nhập vào bao hồn bảy phách của ta. Vậy phải... Vô dụng. Lục Nguyên Thanh lắc đầu, tiếp theo hai mắt lại là kiên định lên. Nếu tình yêu với ta không có duyên, như vậy ta liền tiếp tục theo đuổi con đường của chính mình. Lục Nguyên Thanh nói xong liền từ trên giường ngồi dậy. Ta muốn truy tìm lực lượng cực hạn. Kỳ thần, để biết không, tuy rằng ta bị gieo cái ấn ký này trở thành tông đồ của tà ma thần bí kia, nhưng tâm lý lại rất cao hứng. Cao hứng? Lâm Hiểu Phong sửng sốt hỏi. Loại sự tình này có cái gì cao hứng? Phía trước sau khi ta có được đệ nhất ma kiếm, liền đánh bại nhất ma, ta nguyên bản cho rằng trên đời chỉ sợ cao thủ có thể thắng được ta đã là không nhiều lắm. Cho đến khi gặp được tà ma gieo ấn ký cho ta, ta mới hiểu được, nguyên lai trời đất rộng lớn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Lâm Hiểu Phong lại cảm giác không vui. Nhị sư huynh, anh làm như vậy sẽ bị tà ma kia tiếp tục thao túng. Không sao cả. Lục Nguyên Thanh vẫy tay. Có thể có được lực lượng, mặc dù bị hắn thao túng thì có là gì? Anh không thể nghĩ như vậy. Lâm Hiểu Phong muốn khuyên can. Tiểu sư đệ, để đã thấy ta đưa ra quyết định, có người nào có thể ngăn cản được không? Lục Nguyên Thanh hướng về Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay. Để vẫn muốn ngăn trở, bởi vì đó là một cái vực sâu vô tận. Lục Nguyên Thanh nói. Mặc dù là vực sâu, ta cũng đến. Lâm Hiểu Phong nói. Để liền đem huynh từ trong vực sâu kéo ra tới. Vậy để muốn ta như thế nào? Lục Nguyên Thanh hỏi. Hai mắt hắn lạnh lẽo nói. Nếu đệ muốn tìm cái chết, vậy thì không cần phải theo cách này. Nhị sư huynh, đệ chỉ là muốn... Lâm Hiểu Phong cắn răng nhìn Lục Nguyên Thanh nói. Không muốn huynh bước vào lạc lối. Đệ sẽ không hiểu được. Lục Nguyên Thanh đối với việc này lại rất bình tĩnh. Hắn nói với Lâm Hiểu Phong. Con người tồn tại, dù sao cũng phải có một cái mục tiêu để phấn đấu, đúng không? Nói xong, Lục Nguyên Thanh liền đi đến ngoài cửa.
Lâm Hiểu Phong nguyên bản còn muốn duỗi tay ngăn cản, nhưng tay lại dừng ở giữa không trung. Nhìn Lộ Nguyên Thanh dần dần rời đi, Lâm Hiểu Phong thở dài, thật sự nói tiếp, kỳ thật Nhị sư huynh cũng là một người đáng thương, thật vất vả gặp được một người thích mình lại là như thế. Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Bên trong tòa núi nửa đang hoạt động, đại bản doanh của Ảnh Tông kiến tạo ở chỗ này, cho nên nơi này hàng năm đều là tràn ngập hơi thở nóng bức. Hà Kính Phong hiện giờ cũng không có đeo mặt nạ, thân phận của hắn cũng đã bị biết được, tiếp tục đeo mặt nạ đã là không có ý nghĩa. Hà Kính Phong ngồi ở trên ghế phía trên nhất, trước mặt hắn đứng một người bạn cũ, đương nhiên nếu nói còn có thể coi như là một người bạn. Cung Trung Bảo Hiến ăn mặc tăng bào màu trắng, trên mặt mang theo tươi cười nhàn nhạt, đứng ở đối diện Hà Kính Phong. Hà Thánh Chủ, đã lâu không thấy. Đúng vậy, đã rất lâu rồi không thấy. Hà Kính Phong nhìn Cung Trung Bảo Hiến trước mắt nói, người tới chỗ này là vì chuyện gì? Không thể là tới tìm ta nói chuyện phiếm chứ? Nói đến đây, Hà Kính Phong cũng nhìn không được cười lạnh một chút. Tuy rằng Cung Trung Bảo Hiến nhìn như đối với hắn tất cung tất kính, bất quá cũng là người có lòng lang dạ sói. Loại người này nếu là thủ hạ của hắn còn có thể dùng được, hắn có tin tưởng có thể ép trụ được hắn. Bất quá nếu không phải thủ hạ lại phải cẩn thận. Tục ngữ nói, ngáo một lần khôn hơn một chút. Hà Kính Phong minh bạch chính mình cũng không phải ngu xuẩn, nhưng cũng không phải là người khôn ngoan đứng đầu. Người như hắn là thực dễ dàng bị người lợi dụng. Cung Trung Bảo Hiến chắp tay nói, đương nhiên là muốn cùng Thánh Chủ nói một ít công việc hợp tác. Hợp tác? Hà Kính Phong đánh giá trên dưới Cung Trung Bảo Hiến một phen. Cung Trung Bảo Hiến, chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên quen biết, muốn nói cái gì ngươi nói thẳng đi. Đến nỗi hợp tác cùng ngươi hay không, đó lại là chuyện khác. Cung Trung Bảo Hiến nghe Hà Kính Phong nói như thế cũng là cười tủm tỉm hỏi, lúc này mới mấy ngày không gặp, Hà Thánh Chủ tại sao lại trở nên xa lạ như vậy? Ta hiện tại là tông chủ Ảnh Tông, việc về Thánh Chủ người cũng không cần nhắc lại. Hà Kính Phong vẫy vẫy tay, hai mắt hắn nhìn thẳng về phía Cung Trung Bảo Hiến. Lúc này Cung Trung Bảo Hiến đến đây không chỉ là đại biểu cho chính mình, còn đại biểu cho phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu. Không phải như thế, Hà Kính Phong cơ hồ liền không có hứng thú gặp hắn. Cung Trung Bảo Hiến nói, ngôi sao quỷ đã xuất hiện, thiên hạ phân loạn, có được ngôi sao quỷ sẽ có được sức mạnh siêu nhiên. Ngôi sao quỷ? Hà Kính Phong ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Cung Trung Bảo Hiến nói, thứ gì? Cung Trung Bảo Hiến thấy phản ứng của Hà Kính Phong, trên mặt cũng lộ ra tươi cười vừa lòng. Hắn ngồi vào trên một chiếc ghế dựa, sau khi ngồi xuống mới nói, việc thiên hạ trôi nổi hỗn loạn, phía trước ta bói toán tính ra, ở 3 tháng sau sẽ có ngôi sao quỷ hiện thế. Một khi có được ngôi sao quỷ này, liền có thể đạt được một loại sức mạnh siêu nhiên. Trên mặt Hà Kính Phong trung quỳ là lộ ra bộ dáng cảm thấy hứng thú. Cung Hướng đại sư, một khi đã như vậy, tại sao người muốn cùng ta nói chuyện hợp tác gì? Chẳng lẽ còn đem ngôi sao quỷ kia một phân thành hai, phân cho người một nửa sao? Đối với tin tức mà Cung Trung Bảo Hiến mang đến, Hà Kính Phong cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nếu không cũng sẽ không gọi Cung Trung Bảo Hiến là đại sư. Thái độ khác nhau trong đó có thể thấy được một chút. Không dám, không dám. Sức mạnh siêu nhiên kia ta không dám lây dính. Chỉ cần sau khi Hà Thánh Chủ có được sức mạnh siêu nhiên này, có thể giúp ta thống nhất tất cả âm dương sư bên trong Nhật Bản. Cung Trung Bảo Hiến nói. Hà Kính Phong cảnh giác hỏi, như thế nào? Cung Hướng đại sư không chuẩn bị tiếp tục phát triển ở Trung Quốc sao? Tại sao còn muốn trở về Nhật Bản? Cung Trung Bảo Hiến đáp, một khi Thánh Chủ có được sức mạnh siêu nhiên, ở Trung Quốc phát triển thế lực, chắc chắn sẽ cùng Thánh Chủ là địch. Loại sự tình tìm chết này ta làm sao có thể làm? Hà Kính Phong lớn tiếng nở nụ cười. Gia hỏa ngươi tuy rằng nói không biết thật hay giả, nhưng nghe thấy lại làm nhân tâm vô cùng thoải mái. Cung Trung Bảo Hiến lại là cung kính hướng Hà Kính Phong nhất bái. Ta nguyện ý trợ giúp Thánh Chủ có được ngôi sao quỷ. Tốt. Hà Kính Phong đứng lên.
Ta muốn nhìn một chút sức mạnh siêu nhiên theo như lời trong miệng ngươi nói đến cùng là dạng đồ vật gì. Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong liền xuất hiện ở tổng bộ của Trảo Yêu Cục. Hắn ngồi trên một chiếc xe Jeep chạy tới cửa văn phòng của Vu Cửu. Hắn giơ tay gõ gõ cửa. Vào đi. Bên trong truyền đến thanh âm của Vu Cửu. Lâm Hiểu Phong mở cửa đi vào. Lúc này Vu Cửu ngáp một cái, nhìn một chồng văn kiện thật dài trên tay. Tới rồi sao? Vu Cửu thấy Lâm Hiểu Phong tiến vào, cười buông văn kiện trong tay xuống, đi vào bên trên sofa ngồi xuống. Đây là văn kiện đã chuẩn bị xong. Sau khi ký tên, cậu chính thức lại một lần nữa trở thành người của Trảo Yêu Cục. Vu Cửu lấy ra một phần văn kiện trong tay. Lâm Hiểu Phong nhìn lướt qua, sau khi đại khái nhìn một lần, liền cầm lấy bút ký tên. Lâm Hiểu Phong, chúc mừng cậu một lần nữa gia nhập Trảo Yêu Cục. Vu Cửu trịnh trọng vươn tay. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong cũng là lộ ra tươi cười, cùng hắn bắt tay. Một lần nữa gia nhập Trảo Yêu Cục, đáng tiếc cảnh còn người mất. Đến cục trưởng đều đã thay người, đúng không? Trảo Yêu Cục đổi cục trưởng hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần cậu tin tưởng, Trảo Yêu Cục chúng ta khẳng định là một lòng hướng thiện, vậy liền được rồi. Vũ Kiều nói. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Bất quá nói trở về, Vũ Kiều anh cũng không phải không biết, tôi chính là người ma đạo. Được rồi, lấy những lời này nói tới cũng liền không thú vị, chứ cũng đều ký rồi, còn có thể đổi ý hay sao? Vũ Kiều cười rất vui vẻ, còn phất phất văn kiện trong tay. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Lâm Hiểu Phong, tôi còn không đến mức loại sự tình này đều đổi ý đi. Tiếp theo, Vũ Kiều thu hồi tươi cười trên mặt. Được rồi, Lâm Hiểu Phong, cậu cũng không phải thành viên mới gia nhập. Kế tiếp, cho cậu nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó liền bắt đầu công tác. Gấp như vậy sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Là khi nào có nhiệm vụ mới gọi tôi? Hiện tại lại không có nhàn rỗi. Trên thực tế, nếu không phải cậu mới vừa gia nhập, ta liền muốn đem cậu lập tức phái đi ra ngoài. Vu Cửu lấy ra một chồng văn kiện, phóng tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Cậu nhìn xem, Thủy Yêu ở Trường Giang, Hành Thi bên phía Hắc Long Giang giết người, Trần Yêu ở Vân Nam ăn thịt người. Vu Kiều một hơi nói ra hơn 10 sự kiện tương đồng. Những việc này đều không phải người của tổ điều tra thần quái địa phương có khả năng dễ dàng giải quyết, chỉ có thể dựa vào Trảo Yêu Cục chúng ta. Nhiều như vậy sao? Lâm Hiểu Phong nhìn đến văn kiện trước mắt cũng là nhịn không được cảm thấy kinh ngạc. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.